Halloween đang đến rất gần rồi. Nếu chưa có ý tưởng hóa trang gì độc đáo, đủ lạ để thu hút ánh nhìn, đủ sợ để làm người khác giật mình, thì tại sao ta không hóa trang thành một chiếc thiệp mời cưới nhỉ? Đảm bảo là giật mình ấn tượng luôn. Thưa quý vị, có thể nói là năm nào cũng vậy, cứ đến mùa cưới là nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười, đã quen nhưng chưa bao giờ cũ lại được lôi ra để bàn luận trên mạng xã hội. Trong đó có những chiếc thiệp mời cưới như là quý vị đang thấy ở đây, mà không hẳn là những chiếc thiệp mời này đâu. Đúng hơn ấy, thì đó là chuyện của những câu hỏi trong đầu của nhiều người chúng ta sau khi mà mình cầm trên tay chiếc thiệp mời này. Chúng ta sẽ tự hỏi là giờ thì mình mừng cưới bao nhiêu là hợp lý nhỉ? Thưa quý vị, đọc qua những dòng tít báo gần đây về chủ đề này là có thể cảm nhận được tình huống đau đầu của nhiều khổ chủ đang phải đối mặt. Chóng mặt mua vàng để trả nợ quà cưới, thế rồi là chết lặng khi bóc phong bì mừng cưới của bạn thân, hay là áp lực trả nợ từ thiệp cưới in mã QR, vân vân. Rõ ràng là một chủ đề rất là khó khăn đây. Đặc biệt là khi mà tần suất xuất hiện của những tấm thiệp mời này lại càng dày đặc hơn trong mùa cưới này. Khoảng từ 500 đến 1 triệu mừng cưới ạ. 2 đến 3 triệu thì mừng cưới, tùy vào mối quan hệ. 3 đến 5 triệu trong vòng vào mùa cưới. Thân quen thì mình sẽ đi khoảng tầm 1 triệu đổ lên, tầm 2 triệu đổ xuống. Còn nếu mà bạn bè bình thường thì mình sẽ chỉ đi tầm 500 nghìn. Có một vài lần mình phải ứng lương, bởi vì là cái đám cưới thì người ta mời vào đầu tháng, mà thời gian nhận lương của mình là giữa tháng. Thậm chí có ngày mình nhận tới 3 thiệp cưới, tại vì là bạn bè mình rất là nhiều. Với những người mà mình thân thiết thì mình không áp lực chuyện đấy lắm, còn với những người mình mới quen thì mình cũng khá là suy nghĩ ạ. Vâng, chủ đề tiền mừng, tiệc cưới thực ra đó là một chủ đề tế nhị. Nó phụ thuộc vào nhiều biến số, trong đó có một biến số quan trọng và rất là cá nhân. Đó chính là tình cảm, là quan hệ trong quá khứ và thậm chí là cả tương lai nữa của những người trong cuộc. Thế nhưng mà tự chung lại thì chẳng ai trong chúng ta lại muốn bỏ ra quá ít tiền mừng để rồi thất thố với gia chủ. Thế nhưng cũng chẳng ai muốn tự tạo ra gánh nặng tài chính cho bản thân mình cả. Thì thưa quý vị, cách đây vài tiếng đồng hồ trên trang fanpage của VTV24 và Chuyển động 24 giờ, chúng tôi đã có làm một cuộc khảo sát với câu hỏi là quý vị xác định số tiền mừng đám cưới dựa trên điều gì? Có 3 cách được liệt kê ra. Cách thứ nhất, hòa mình với đám đông, hỏi mọi người xung quanh, họ mừng bao nhiêu thì ta mừng bấy nhiêu. Cách này thì có tới khoảng 80% lựa chọn là ủng hộ phương án này. 20% còn lại thì gần như là chia đều cho hai cách còn lại. Thứ nhất là tính theo giá trung bình theo đầu người của một mâm cỗ tại đám cưới ấy. Và một cách khác nữa, khán giả sẽ chia sẻ trong phần bình luận. Vâng, lựa chọn theo số đông, 80% lựa chọn theo số đông, dường như nó cũng nói lên một điều rằng chúng ta không muốn gia đình cô dâu chú rể và cả cô dâu chú rể có cái nhìn khác về mình khi mà mức tiền bỏ vào phong bì của chúng ta không giống với mọi người xung quanh. Thưa quý vị, dù là tính toán theo cách nào đi chăng nữa thì có lẽ với nhiều người trẻ trong giai đoạn mùa cưới này có một kỹ năng không thể thiếu được và nó cũng đang có cơ hội được rèn luyện thực chiến nhiều hơn. Đó chính là kỹ năng quản lý chi tiêu của cá nhân mình. Nhận 3 thiệp cưới trong vòng 1 tháng, trong khi là sinh viên, vừa đi học vừa đi làm, thu nhập cũng chẳng có nhiều. Lan Anh phải cân đối giảm bớt chi tiêu, nhận thêm việc làm và thậm chí nhờ đến sự hỗ trợ của người thân để lo tiền mừng cưới. Không biết chi tiêu sao cho nó hợp lý, bởi vì là tiền mừng cưới nó là một số tiền rất là lớn rồi. Riêng bạn bè khoảng tầm 500 đến 1 triệu, thân thiết trong gia đình anh trai hay chị gái thì cũng phải tính bằng chỉ vàng. Thực sự là cái khoản thu nhập của mình nó không đủ đáp ứng, phải chạy KPI rất là nhiều. Cái việc vay tiền mẹ là một điều chắc chắn. Mừng cưới bao nhiêu là đủ cũng là chuyện đau đầu với nhiều bạn trẻ như Tú Anh. Chuyện mừng cưới luôn là cái chuyện mà đau đầu đầu tiên khi mà mình được mời cưới. Mình cũng không biết là đi làm sao cho phải. Một đám cưới của mình đã mất khoảng gần 2 triệu rồi. Mà bây giờ mình đi 2 người trong 1 tháng nữa, có thể là mình phải x2. Nếu mà là người thân hơn của mình thì mình có thể x3 cái số tiền đó lên nữa. Thì cái tiền ăn uống của mình sẽ lại phải bớt lại, hoặc là tiền xăng xe mình cũng phải tiết kiệm hơn một chút. Là con gái nên mỗi lần đi ăn cưới có lẽ không chỉ là tiền mừng cưới bao nhiêu, mà đi kèm theo đó là nhiều khoản chi khác. Tiếc thì có tiếc, nhưng vẫn phải có đồ mới để đi ăn cưới mới được. Tiền trang phục thì cũng phải khoảng từ 300 đến 500 nghìn đổ lên một bộ váy cũng như là một đôi giày. Tiếp theo đó chính là tiền make up và làm tóc. Hiện tại theo giá như mình được biết thì trung bình là khoảng từ 300 nghìn một mặt kèm làm tóc.
có rất là nhiều bộ quần áo. Mình đã mua nó được khoảng 1 tháng trước rồi. Và mác thì mình vẫn chưa cắt, hay bộ váy như thế này thì mình cũng chỉ mặc đúng một lần và mình lên hình rồi mình sẽ lại cất vào trong tủ. Mình không còn muốn mặc nó lần thứ hai nữa, mình nghĩ đó chính là một bộ váy cũ rồi. Và mỗi lần xuất hiện thì mình muốn mình phải chín chu nhất có thể. Những tháng cuối năm cũng là mùa cưới. Đối với bạn nam này, dù lương ổn định nhưng cũng chả để ra được đồng nào. Nếu có, cũng là để dành cho việc mừng cưới. Hàng tháng thì mình vẫn có một phần trích quỹ nho nhỏ để mình dự phòng, vừa phải lo về tiền phong bì, tiền trang phục nữa. Thậm chí là cả có những tháng mình cũng tiêu gần hết cả tháng lương. Tham dự đám cưới của bạn bè hay người thân luôn là niềm vui. Nhưng có vui thì cũng có lo khi tiền mừng cưới lại là gánh nặng kinh tế với nhiều người. Vâng, ngày cưới là ngày vui mà. Quan khách đến là để cho cái sự vui ấy nó được trọn vẹn hơn. Vậy nên nếu như cứ để chuyện tiền mừng này nó tồn tại như là một gánh nặng âm thầm thì e là không đáng chút nào cả. Thế bây giờ giải quyết câu chuyện này như thế nào đây thưa quý vị? Hãy nhìn vào thực tế. Khi một đám cưới được tổ chức thì những người được mời cưới đương nhiên họ ở thế bị động rồi. Những người chủ động đi mời cưới mới là những người có thể chủ động có những hành động đầu tiên loại bỏ thế khó xử này nếu như nó có xảy ra. Thế còn chủ động như thế nào đây? Thì sau đây là một ví dụ ấn tượng, một cách làm mà chúng ta có thể tham khảo. Mới đây trên mạng xã hội có lan truyền một bức ảnh, một tấm thiệp mời cưới bên trong có kẹp một tờ 500.000 đồng. Bức ảnh này được cho là của một người mới đi làm được vài ngày thôi, thì văn phòng có đồng nghiệp tổ chức đám cưới. Người đồng nghiệp này đã tâm lý gửi tấm thiệp như trong hình để mà giải quyết luôn hai câu hỏi lớn của người nhân viên mới đi làm này. Câu hỏi thứ nhất là liệu mình có được mời hay không nhỉ? Và câu hỏi thứ hai là nếu mà mời rồi thì liệu mình nên bỏ phong bì mừng cưới là bao nhiêu cho hợp lý với mối quan hệ mới biết mặt này nhỉ? Vâng thưa quý vị, quả là một cách xử lý 10 điểm không có nhường đúng không ạ? Đúng với tinh thần mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy trên mỗi tấm thiệp, sự hiện diện của bạn là niềm hạnh phúc của tôi theo đúng nghĩa đen của nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn nữa trong một chuyện nóng ngày hôm nay bằng cuộc trò chuyện ngắn với một vị khách mời đã quen thuộc với nhiều khán giả của chúng ta với chủ đề tình yêu, hôn nhân và gia đình. Mời quý vị cùng có một cuộc trò chuyện với nhà văn Hoàng Anh Tú. Cảm ơn anh Hoàng Anh Tú đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, anh Tú thân mến, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa cưới thì cái câu chuyện mà phong bì mừng cưới ấy, nó lại là một câu chuyện, một cuộc thảo luận có tinh thần là vui vui trên mạng xã hội. Tuy nhiên đằng sau cái sự vui vui đó dường như nó lại mang theo một nỗi lo, thậm chí là một gánh nặng, đặc biệt là với nhiều người trẻ. Anh nghĩ thế nào về cái gánh nặng này? Tôi nghĩ rằng là người trẻ cũng đang tự khoác lên mình cái gánh nặng. Không ai bắt họ phải chạy theo cái điều đó, trừ trường hợp rằng là họ muốn có một cái gọi là một cái cuộc trao đổi ngang giá. Chúng ta lại phải tính từ cái chuyện thứ nhất rằng là chúng ta đi ăn cưới ở khách sạn mấy sao. Thứ hai, cái độ thân thiết của chúng ta đến đâu. Thứ ba, chúng ta có trông chờ họ sẽ mừng lại mình bằng cái số tiền mà chúng ta đã mừng họ hay không. Đấy, và thứ tư nữa, đó là cái sĩ diện của chúng ta giá bao nhiêu. Rất nhiều người đang phải gồng mình lên, đặc biệt là những người trẻ, trong khi rằng là cái khoản tiền mừng cưới như thế nó vượt qua cái ngân sách của họ, và chúng ta gần như là trở thành những khách hàng của cái đám cưới đó, chứ chúng ta không còn là bạn bè nữa. Vâng, vậy thì để có những đám cưới văn minh và vui vẻ thì ở cả hai phía, phía tổ chức đám cưới là những cặp vợ chồng trẻ và phía những người đi dự đám cưới thì họ cần phải có những cái suy nghĩ và quan điểm như thế nào, tinh thần như thế nào để thực sự hướng đến những cái đám cưới văn minh được. Tôi thấy rằng là cái việc mà mọi người đang nhìn cái gọi là cân đong đo đếm cái phong bì ấy, nó thật sự nó đang làm cho cái đám cưới trở nên là nhem nhuốc hơn. Khi mà chúng ta đánh giá cái gọi là cái lời chúc phúc theo cái độ nặng của phong bì, tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy đặt ngược lại đi. Đặt ngược lại là những người trẻ hãy mừng cưới theo khả năng của mình, thay vì là mừng cưới theo cái tầm cỡ của tiệc cưới. Chúng ta hãy đo đếm một cách tỉnh táo hơn về cái gọi là cái mối quan hệ đấy có phải là mối quan hệ chúng ta cần phải đi hay không, hay là chúng ta chỉ cần là gửi lời coi như là chúc mừng. Tại sao chúng ta phải đến dự một cái đám cưới khi mà chính chúng ta
biến cái đám cưới đó thành cái nỗi đau của mình, thậm chí biến cái gọi là đám cưới đó thành rất nhiều ngày sau đó chúng ta phải ăn kham ăn khổ. Những cô dâu chú rể, tôi biết rất nhiều những cô dâu chú rể là trong cái hạnh phúc của mình vẫn muốn rằng là mình phải thật là hoành tráng, mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta cũng phải thấu hiểu những cái người bạn của chúng ta, những người mà chúng ta mời đến, họ có thực sự là đủ cái khả năng để trả một cái gọi là bữa ăn như này hay không. Và nếu như mà chúng ta không nghĩ gì đến họ thì đừng trách cái việc họ sẽ bỏ vào bao nhiêu tiền trong phong bì. Chúng ta cần cái sự hiện diện của họ. Như trong tất cả các thiệp cưới đều ghi sự hiện diện của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Vậy thì tại sao sự hiện diện của bạn lại đòi hỏi rằng là cái phong bì phải đi theo, trong khi rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể có vô vàn cách để chúng ta chúc phúc nhau. Cảm ơn anh Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình ngày hôm nay.